Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay nhân dịp lễ mình lên một cái video khuyến mãi nho thân gỗ cho các bạn ha. Thì nhân dịp lễ thì mình sẽ khuyến mãi cho các bạn mỗi mã số nho thân gỗ mình sẽ giảm giá cho các bạn 100k ha. 100.000 một mã nha các bạn. Và tặng kèm các bạn một số loại cây giống mới, mình mới nhập về thêm một số cây giống lạ lạ cho các bạn, để tí mình sẽ giới thiệu từng loại cho các bạn ha. Thì hôm nay là lễ thì mình khuyến mãi nha các bạn, còn qua cái lễ thì mình sẽ không còn khuyến mãi nữa và giá như cũ, cho nên các bạn muốn mua loại mua nho thân gỗ mà được khuyến mãi thì các bạn mua trong cái video hôm nay ha. Video hôm nay cũng có rất là nhiều mã cho các bạn đón xem tới cuối video ha các bạn. Thì trước mắt mình giới thiệu trước các bạn cái lô trước mắt của mình, đó là cây nho tứ quý lô 2 triệu rưỡi nha. Thì lô đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cái lô già cây trước cho các bạn, và phía sau thì nó cũng có nhiều mức giá lắm, 1 triệu 1, 1 triệu 2 cũng có nữa nha các bạn, và lô 1 triệu cũng vẫn có luôn. Đây là cái cây lô tứ quý già cây lô 2 triệu rưỡi, hôm gà anh em mình cũng có giao lưu với anh em đó. Thì cái lô này nó đã già cây rồi và nó đã đài chậu và thành một cái dáng bonsai rồi, cho nên các bạn thấy cái dáng rất là đẹp ha. Đây là dáng lùng lực nè các bạn, lùng lực ha, già cây rồi, này đang ra bông trái rất là nhiều, quay cho các bạn xem ha. Những cái lô mà to và cái lô giá trị cao thì mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem. Thì anh em nào thích chơi những cái lô giá trị cao thì các bạn có thể theo dõi kỹ ha. Tại vì cái giá tiền cao mình phải theo dõi kỹ. Với lại các bạn chơi kiển á, mình coi cái cây nó thế dáng rồi cho nó kỹ ha. Còn anh em nào thích những cái lô thấp tiền hơn thì các bạn có thể xả tới video giữa video ha các bạn. Cây đang ra trái rất là nhiều ha. Nó già cây thì nó sẽ ra trái nhiều các bạn. Những cái loại nho thân gỗ này nó lạ cái là nó càng lớn tuổi thì trái nó càng nhiều và bông nó càng dày đặc luôn, rất là nhiều ha. Cái lô này thì cái tàn rất là ok rồi, cái tàn rất là đều nha các bạn. Cái lô này tàn đều lắm, dáng cũng đẹp mà tàn cũng đều luôn. Thì do là nó đài chậu dáng bonsai cho nên cái chiều cao của nó giới hạn tầm khoảng chừng 1m4 đổ lại thôi các bạn, 1m4, 1m5 đổ lại thôi. Chứ thực chất là nếu mà cây nho các bạn muốn cho nó cao hết đát luôn á thì là nó cao tới 3-4m lận nha các bạn. Như cái hoành thân này mà nếu mà to cỡ này mà các bạn cho nó cao thì có thể nó cao tới 3-4m luôn nha các bạn. Và do cái này là dáng bonsai, dáng lùng lực. Nè các bạn coi trái nè. Trái dữ dằn trái luôn. Nho tứ quý thì cái màu trái của nó là màu đỏ đen đậm nha các bạn. Nè, đỏ đen đậm ha. Đó, còn 12 vụ thì cái màu đỏ quyết ha. Màu đỏ quyết, đỏ nó sẽ sáng hơn. Và tứ quý là đỏ đen đậm. Đây mình cắt cái trái tứ quý ra cho các bạn xem nha. Giờ mình cắt thử cái trái tứ quý cho các bạn xem ha, cho những anh em nào mà mới chơi nho thân gỗ thì ta thấy luôn ha các bạn. Đây là cái trái to nhất của trong cái cây nè. Thì cái tay trái nó to nhất là nó to hơn cái ngón tay trái mình nha các bạn. Đó, cái trái này là nó to hơn cái ngón tay cái của mình luôn. Đó, các bạn thấy không? Ở bên trong nó có cái hộp to rất là to ha. Nè, bạn mình cắt đứt này là hai hộp ha, cắt đứt hai hộp của nó luôn. Đó, bên trong là cái trái này nó chưa có bị chim ăn nè. Cái da nó rất là mỏng các bạn, da nó rất là mỏng luôn nè. Đó. Thì cái trái này là cái trái đạt chuẩn của nó luôn nè. Đó. Nha, rất là bọng nước luôn. Đó. Trái này là ăn đúng ngọt luôn các bạn. Rất là ngọt tại vì nó chín đều là nó sẽ ngọt lắm nha. Còn các bạn ăn cái vỏ này thì nó hơi có hậu, hơi chua chua nhẹ ha. Các bạn ăn bỏ vỏ nha. Đó, trái này các bạn có thể ngâm rượu uống vẫn được các bạn. Rồi đây mình cắt thêm các bạn cái trái này nè. Cái trái này thì nó nhỏ hơn, cái trái này nó nhỏ hơn cái trái hồi nãy một tí các bạn. Nó nhỏ hơn cái trái này một tí. Đó, trong ruột cũng khá là dày ha, dày cơm nha ha. Nó thường thường thì cái trái nó thì có một hoặc là hai hạt các bạn. Nó có nhiều trái thì một hạt, có nhiều trái hai hạt, có nhiều trái tới ba hạt luôn. Đó. Trái nho tứ quý là vậy các bạn, ăn khá là ngọt nha. Rồi, mã này là mã 5B nha các bạn. Mã này là mã 5B. 5B giá 2 triệu rưỡi thì mình sẽ giảm giá cho các bạn 100.000 là 2 triệu tư ha, 2 triệu tư bao ship nha các bạn. 2 triệu tư bao ship, cây này dáng khá là đẹp nha các bạn lên chậu 1 mét chơi rất là đẹp luôn. 2 triệu tư bao ship, giảm giá 100.000 là 2 triệu tư bao ship ha. Và mình sẽ tặng kèm cho các bạn một số quà tặng là cây giống mới ha, mình mới nhập về tặng kèm cho các bạn. Hôm trước mình có hứa các bạn sẽ nhập những cái lạ lạ về cho các bạn trồng để cho các bạn có cây độc lạ. Mình giới thiệu từng loại cho các bạn xem ha. Đây là cái cây nhót nhót ngọt nha các bạn, nhót ngọt nha. Thường thường nhót thì nó có hậu chua chua ngọt.
nhưng mà cái loại này là nó nhót ngọt luôn, nó ngọt luôn nha các bạn. Thường thường những cái loại này ở miền Bắc thì người ta trồng rất là nhiều nha, miền Nam thì cũng có nhưng mà ít ít ai trồng lắm, miền Bắc thì trồng nhiều. Cái loại này loại dây leo nha các bạn, dây leo và trái nó cái đùm 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 luôn. Thì mình sẽ để cái hình trái ở trên cái màn hình cho các bạn xem ha, để mình trái trên màn hình cho các bạn xem. Cây này thì trồng khoảng chừng 1 năm đến 2 năm thì nó ra trái nha các bạn, dạng leo. Cái trái nó sẽ to hơn cái nhót chua tí ha các bạn. Và cây kế bên là cây cherry Brazil ha, cherry Brazil. Thì cái loại cherry Brazil này ở miền Nam của mình và Việt Nam của mình trồng cũng khá là nhiều rồi, và cũng đã ra trái rất là nhiều rồi. Cái loại này cũng đang thích hợp với Việt Nam của mình. Cái cherry đó thì nó nhỏ hơn cái trái cherry mà mình biết ha các bạn. Và với lại nó có nhiều hạt hơn, nó nhiều hạt hơn các bạn. Rồi tiếp tục là cái giống thứ ba, đó là cây vú sữa hoàng kim. Vú sữa hoàng kim là vú sữa trái vàng đó. Thì vú sữa hoàng kim này nó cũng đã thịnh hành một số năm trước rồi, thì có nhiều anh em cũng biết về cái vú sữa hoàng kim này rồi. Thì nó là chủ yếu là để trưng trưng Tết và trưng này kia nó đẹp thôi, trưng trái cây đó nó đẹp, nó màu vàng rất là đẹp. Mà cái hậu đó thì nó hơi nhạt hơn cái vú sữa mình một tí, mà ăn nó vẫn ngon ha các bạn. Nó vẫn cũng có hậu ngọt ngọt. Cho những anh ai mà bị tiểu đường á, thì ăn cái loại này rất là ok, nó không có ngọt lắm. Rồi kế tiếp là cây nho giống nha các bạn, nho giống nhỏ nha, mình sẽ tặng kèm các bạn nho giống nhỏ. Đây anh em nào không thích những loại giống này thì các bạn có thể lấy nho giống cây nhỏ ha. Ví dụ anh em mua tứ quý rồi thì các bạn có thể mình có thể tặng thêm cho các bạn cây giống 12 vụ nhỏ. Đây là cây giống 12 vụ nhỏ nè, đó, đây là cây giống tứ quý nè, các bạn thấy lá nó khác nhau ha, nó hai cây giống khác nhau. Và những cây giống này là mình gieo từ hạt hết nha các bạn, nó là những cái trái trên cây đó nó rụng xuống mình lấy mình gieo ra thành cây nhỏ để mình tặng kèm cho các bạn ha. Thì cái cây nhỏ cỡ này các bạn về trồng khoảng chừng 2 năm hoặc 3 năm hơn thì nó sẽ ra trái ha các bạn. Rồi kế tiếp là cái cây ổi ha các bạn, ổi Nhật người ta còn gọi là ổi tàu đó. Thì trái nó cũng ăn chua chua ngọt cái là ngon. Thì cái loại ổi này thì hôm nay mình tặng anh em rất là nhiều rồi, thì các bạn cũng biết rồi ha. Thì ổi này có thể chơi kiểng được nha. Những loại cây bên đây thì mình không có chơi kiểng được, chỉ chơi cây ăn trái được thôi. Như cây cherry nè, cây vú sữa với cây nhót ngọt thì chơi trái thôi. Còn cây ổi thì có thể chơi kiểng nè. Mình có soạn một số cây tạo dáng bonsai rồi cho bạn xem ha. Nó ra bông ha, cây nhỏ xíu mà vẫn ra bông nè. Đó. Thì cái ổi có thể chơi cây ăn trái và chơi kiểng vẫn được ha. Ổi này nó khác ổi mình nha các bạn, cho nên nhiều anh em hay lầm tưởng là ổi mình. Đây là ổi kiểng, và ăn nó trái nó rất là ngon. Trái nó to nhất là bằng cái trái hạnh của mình thôi, trái tắc của mình á, ăn nó chua chua ngọt rất là ngon. Đó là một số tặng phẩm ha, các bạn thích cái cây nào thì nói mình sẽ tặng cây đó cho các bạn nha. Rồi tiếp tục là mình vô cây 2A ha. Thì trong cái lô này thì mình chỉ có hai cái mã to này thôi nha các bạn, hai mã to này đang ra trái nhiều, mình nên đem ra mình giao lưu với bạn. Nhưng còn cái lô to này thì mình cũng còn khá là nhiều cây ha. Đây cái gốc đó các bạn thấy không, cực kỳ cứng cáp luôn và già cây ha. Nè nó to, nếu mình đưa cái cổ tay vô thì nó muốn gần bằng cái cổ tay mình luôn đó, là rất là to nha. Có nhiều anh em mình quay déo lên thì nói sao thấy nó nhỏ, nó lùn quá mà giá cao thì không phải lùn đâu nha các bạn. Tại do là mình đài chậu nó lâu quá, mình không cho nó cao lên nữa, mình vót cái tàn, không cho nó vót cái tàn lên nữa thì nó sẽ lùn. Còn cái hoành thân thì nó rất là to rồi, nó muốn bằng cổ tay mình rồi. Và cây này thì cũng đang ra trái rất là nhiều nha các bạn, ra trái nè. Đó, lô già cây thì trái rất là nhiều và bông rất là nhiều. Đây là tứ quý nha các bạn, tứ quý 2A và lô này là lô 2,5 triệu. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ giảm giá mỗi mã là 100.000, là còn 2,4 triệu ha, 2,4 triệu bao ship và kèm quà tặng. Đây do lễ ha các bạn, khuyến mãi lễ nha. Còn ngày bình thường thì mình sẽ bán giá 2,5 triệu bình thường nha các bạn. Ok, trái quá trời, nhìn trái mắt ham. Hồi nãy mình vô vườn là trái rất là nhiều, nhiều cây ra trái luôn các bạn. Tại vì nó đang vô cái mùa trái của nó đó. Cây này thì nó có một cái tàn cũng tròn các bạn. Nên quay cái hướng này cho các bạn xem. Cây này là một cốt hai thân nha, một cốt hai thân. À, cũng bị chim ăn đó các bạn. Đó, mấy con chim này nó lẹ lắm, mà chín là nó ăn hết. Đây là một cây bị chim ăn nè. Bởi vì mình mà không quay video kịp là nó sẽ ăn hết các bạn, nó nhanh lắm. Trái căng bóng nè, trái này gọi là đạt chuẩn nè, to bằng đầu ngón tay cái mình ha. Cây này to hơn tí, to hơn đầu ngón tay cái mình tí. Đó, cây này lô già cây, lô 2,5 triệu. Rồi tiếp tục là mình qua những cái mã lô giá thấp hơn ha các bạn.
Đây là cái cây 12 vụ, 12 vụ. Mã này là mã 5A, 5A 12 vụ và cây đang trái nè. Một đùm trái. Cái này là chưa chín nha các bạn, tầm khoảng chừng 3 đến 4 ngày nữa thì nó sẽ chín và nó mà sẽ màu đỏ nha. 12 vụ thì chín nó màu đỏ, thường thường ta gọi là nho đỏ đó. Cây này thì cái lô là lô 1 triệu nha các bạn, lô 1 triệu bao ship. Và khuyến mãi cho các bạn thì sẽ giảm 100 ngàn, lại còn 900k bao ship. Rồi kèm và dẫn kèm quà tặng luôn nha các bạn. Đây là lô nhỏ hơn, các bạn thấy không? Cái hoành thân đó rất là to, hoành thân này thì nó chỉ bằng một cái nhánh nhỏ này thôi. Nhánh nhỏ trên đây thôi, chưa bằng nhánh nhỏ dưới đây đâu. Còn nhánh nhỏ dưới đây là cỡ một lô 1 triệu 2, 1 triệu 3 ha các bạn. Cây thì đang ra trái nè, anh em nào thì không có điều kiện á, mình muốn chơi cây vừa túi tiền của mình thì mình chơi cây này ok rồi, tại vì cây này nó cũng ra trái mấy đợt rồi, về các bạn khỏi cần dưỡng lại gì hết là ra trái, về chỉ lên chậu và đợi nó thuần chậu lại chừng 2-3 tuần thôi là sẽ ra trái lại ha các bạn. Cây này là lô 1 triệu nha và giảm giá là còn 900 bao ship và kèm quà tặng. Thì anh em nào chưa có cây nhót ngọt thì mình sẽ tặng các bạn nhót ngọt về các bạn trồng nha. Nhót ngọt trồng trái ăn, trái nó cũng ra rất là sai, nhiều trái. Rồi tiếp tục là cây mã 15A. 15A thường thường những cái lô gần gần nhau thì mình sẽ sắp cho nó gần nhau cho dễ các bạn. Lô 15A thì nó cũng là nằm trong một cái lô 1 triệu ha các bạn. Nhưng mà do nó có hai thân ha các bạn, hai thân thì các bạn thấy nó to, nhưng mà nó cũng nằm trong cái lô sỉ 1 triệu ha. Và cũng được giảm giá là còn 900 nha các bạn. Cây có một đùm trái ra đẹp luôn. Đẹp ha các bạn, nguyên một đùm trái luôn. Cây này được cái là hai thân các bạn, cái ngợi hơn là hai thân nó đều ra trái hết. Đây bên đây nó cũng có một cái thân, đây nó cũng ra trái nè ha. Nó ngợi hơn được cây này, cây này là được có một thân à, thì nó sẽ ra trái ít hơn. Cây mã 15A nha các bạn, và cái cây này tàn cũng khá ok đó. Thì sau cái video mình sẽ chụp hình từng mã lại cho các bạn ha. Các bạn thích mã nào thì nói mình sẽ chụp hình từng mã lại. Và các bạn lưu ý là mỗi một cái video mình sẽ có ghi ngày ở phía trước, trước cái tiêu đề là ngày mấy. Tại vì những cái mã này nó sẽ trùng lại với nhau, cho nên mình phân biệt bằng cách là mình biết cái lô đó ngày mấy thì mình mới biết được nha. Ví dụ các bạn lô 15A ngày 3 tháng 9 thì mình sẽ biết, mình sẽ vô ngày 3 tháng 9 mình coi cái mã 15A còn hay không nha các bạn. Cho nên các bạn lưu ý cái ngày giùm mình nha. Có nhiều anh em nói mã 5A, mã 10A nhưng mà không biết cái ngày mấy thì mình cũng không biết tìm được các bạn, tại vì những cái mã này nó sẽ trùng lặp đi lặp lại ha. Tiếp tục là cây 10A là mình vô một cái lô tứ quý nha. Lô tứ quý và lô này là lô già cây và lô to ha. Lô 1 triệu 3 ha. Lô 1 triệu 3. Tứ quý thì mình có hai lô là lô 1 triệu 2 và lô 1 triệu 3. Còn một cái lô triệu 1 thì chỉ còn có một hai cây thôi. Lô triệu 3 là lô già cây nha các bạn. Cái lô nào mà nó già cây thì mình sẽ nói là già cây ha các bạn. Già cây là nó khác ha các bạn. Cái nước da nó sẽ khác hơn cái cây non cây. Là mình nhập nhiều lô thì mình sẽ biết cây nào già, cây nào non nha. Đây nó cũng đang ra trái nè, lô già cây. Tứ quý trái tím đen ha. Đó. Mã 10A nha các bạn, mã 10A để và cho các bạn xem tàn của nó nha. Cây này thì tàn cũng khá là ok rồi. Mấy cái loại này các bạn có thể trồng chậu được và trồng trực tiếp dưới đất nó vẫn ra trái bình thường nha. Cây này tàn rất là đều nè. Đó, cây này là tuy là nó độ tuổi nó nhỏ hơn cái cây lô 2 triệu rưỡi ha, nhưng mà cái chiều cao nó rất là cao, tại vì người ta không có đài chậu, người ta cho nó cao lên luôn ha. Ta cho cao lên luôn thì nó sẽ cao. Nó cao hơn đầu mình đó các bạn. Cây này có thể cao 1m7 hơn nè, 1m7 hơn ngang đầu mình luôn, hơn đầu mình luôn. Cây này thì nó phân nhánh rất là đều ha, một cốt đi lên là nhiều nhánh ha, cốt thẳng nè, cốt này cây này cốt thẳng nha các bạn, cốt thẳng và đưa lên nhiều nhánh. Bên này nó cũng có trái nè các bạn. Đây là lô tứ quý nha, lô zin nha các bạn, lô zin 1 triệu 3 già cây. Rồi tiếp tục mình sẽ qua một cái lô tứ quý, lô 1 triệu 3 luôn. Trời thì nó mới mưa xong cho nên cái video nó hơi tối một tí các bạn. Này là cốt thẳng nè, thẳng băng nè, tầm khoảng chừng là 25cm đó các bạn. Cây thì đang ra trái nè. Đây, cái góc bên này nó sẽ sáng hơn. Tàn cũng khá là ok các bạn, cây này tàn đều nè. Đó, tàn đều ha. Tàn tròn.
cây mã 17A nha các bạn, 17A và đang ra trái nè. Trái xanh. Trái này nó cực kỳ to luôn các bạn. Trái này căng bóng mà nó to nè. Dữ dằn không? To bóng luôn. Mình hái xuống cho bạn xem đây. Đó, cái trái này là đạt chuẩn nè, được chưa? Một đầm ba trái nhưng mà trái này to nhất các bạn thấy không? Trái này rất là to nè. Nó to nhất luôn nè. Đó, thì thường thường á những cái đợt trái á, có đợt thì nó to, có đợt nó nhỏ tí, chứ không phải là cái loại mà trái nhỏ nha. Có nhiều anh em thấy cái đợt này sao nó trái nó nhỏ. Các bạn nói sao giống nho trái nhỏ là không phải nha. Thì ra là cái nho thân gỗ thì nó chỉ có một loại thôi, không có trái to trái nhỏ gì hết. Nè giống như hai trái nè, có trái này, trái bên đây nó nhỏ hơn tí nè ha. Còn hai trái này rất là to nè, đó. To cực kỳ to luôn ha. Và ăn cái hậu nó rất là ngọt các bạn. Ăn ngọt lắm nha. Bỏ vỏ là ăn rất là ngọt, còn nếu các bạn ăn vỏ thì hơi chua chua. Trái này có hai hộp đó các bạn, hai hộp rất là to. Rồi đây là cái mã 11A nha, là tứ quý lô 1,3 triệu. Tứ quý lô 1,3 triệu bao ship. Thì cái lô 1,3 triệu thì mình sẽ giảm giá cái mã này là 100.000, này còn là 1,2 triệu các bạn, 1,2 triệu bao ship. Rồi kèm quà tặng. Tiếp tục là cái mã kế tiếp là mã 13B là lô 1,2 triệu nha các bạn, lô 1,2 triệu. Trời ơi, cây này cũng có một cái trái rất là to luôn. Đây, lô này thì cũng có một cái trái rất là to. Đó, cái đợt này thì nó trái to quá, rất là nhiều các bạn. Nè, trái cực kỳ to luôn. Gần đã ra bông nè. Thì cái lô này nó rẻ hơn cái lô 1,3 triệu hồi nãy ha. Và cái vành thân nó nhỏ hơn một tí. Và cái lô đó nó già hơn. Còn cái lô này nó hơi non một tí ha, hơi non cây hơn. Nó là lô bầu dinh dưỡng nha. Cái lô này là lô bầu dinh dưỡng. Lô này là 1,2 triệu bao ship nha các bạn. Và các bạn mua trong cái video này thì sẽ được khuyến mãi lễ ha, còn 1,1 triệu. Mã 13B nha các bạn. Thì đặc biệt cái lô này á, là nó lùng và cái tán rất là tròn ha. Lùng tán tròn. Các bạn có thể để vô ban công chơi hoặc là mấy cái chỗ nào đó mình nhỏ thì mình sẽ để cái loại này được nè. Nó lùng hơn cái loại bên đây một tí. Bên đây nó rất là cao nên nó lùng. Tán tròn lắm nha. Cây này tán rất là tròn. Tán mà nó rộng nhất là khoảng tầm 1 mét các bạn. 1 mét. Cây này đang ra trái tuốt trên đây luôn. Thì những cái trái này mình hay hái ăn lắm các bạn. Khi mà quay video xong là mình hay hái ăn lắm. Tại vì mình để nó sẽ bị chim ăn. Tiếp tục là tới cái mã 4A nha bạn, mã 4A. Mã 4A là lô tứ quý, lô 1,3 triệu ha, lô già cây. Cây này đang ra trái, một cái trái dưới hoành gốc dưới luôn nè. Những cái nhánh này thì mình bứt bỏ đi nha các bạn. Là những cái loại này thì các bạn nên tỉa chống chống cho nó ra trái ha các bạn. Để cho ánh nắng nó chiếu vô thì nó sẽ ra trái nhiều hơn. Cây này như một đùm trái mà bị chim ăn đâu hết nửa đùm nè. Đây cũng có một cái trái rất là to nè ha, nguyên đùm trái. Trái nhỏ có, to có các bạn. Trái này cũng to nè, to hơn đầu tay ngón tay cái mình ha các bạn. Bị chim ăn quá. Nói chung chim thì mình không có cách trị nó các bạn. Nhưng khi mình bắt nó, mình giết nó thì cũng rất là tội. Mình sâu bệnh thì mình còn trị được. Cái mã 4A nha, mã 4A là lô tứ quý, lô già cây. Già cây hơn lô đó ha, là lô 1,3 triệu. Được áp giá, áp khuyến mãi sẽ còn lại 1,2 triệu bao ship và kèm quà tặng. Đây có con trái này. Cây này thì tán rất là tròn các bạn, cây này tán tròn, tán đều, chiều cao của nó là tầm khoảng chừng 1 mét, cái này tầm 1 mét 4 đổ lại ha. Anh em nào muốn thông số chính xác thì có thể nói với mình để mình đo lại cho chính xác hơn ha. Còn những cái thông số này mình chỉ hào hào thôi, nhiều khi mình đo quen rồi mình hào được các bạn. Ở tầm đó ha, còn anh em muốn thông số rõ hơn thì mình sẽ đo lại. Rồi tiếp tục là cây mã 14A, mã 14A
34A thì lô này là lô 1,2 triệu nha các bạn. Lô 1,2 triệu bao ship. Cây cũng đang trái, cũng bị chim ăn luôn. 1,2 triệu bao ship. Thì cái lô 1,2 triệu này thì được áp miễn phí, áp giảm giá 100.000. Thì còn lại là 1,1 triệu bao ship thôi bạn. 1,1 triệu bao ship riêng ngày hôm nay thôi nha các bạn. Mã 14A, cây này cũng tán tròn lắm các bạn. Tán tròn. Chiều cao của nó là tầm 1m4 nha các bạn, 1m4 đổ lên nha. Đây là 1m4 đổ lên. Cây ra tường nè. 1m4 đổ lên. Tiếp tục là cây 8B. 8B là cây nho tứ quý, lô 1,3 triệu. Cây này thì đang ra bông và trái xanh nhỏ nha, chưa có trái chín. Và khoảng chừng 3 đến 4 ngày nữa thì nó sẽ ra trái chín nè, quá trời bông luôn. Bên này cũng có nè. Mã 8B các bạn, mã 8B là lô 1,3 triệu, lô 1,3 triệu. Thì thường thường á mình nhập cái lô hàng về các bạn, thì tại mỗi một lô này nó sẽ có cái giá nó chênh lệch nhau, nhỉnh hơn 50-60 hay là 100 gì đó. Cho nên nó cũng không có là nhiều, nhưng mà do cái giá sỉ nó sẽ cao hơn tí thì mình sẽ bán cao hơn tí nha. Còn cái hoành thân thì có thể nó sẽ xem và nó to hơn một tí, giống như cái lô 1,3 triệu này nè. Nó sẽ cái hoành thân nó sẽ to hơn cái lô 1,2 triệu đó một tí ha các bạn. Đó, to hơn tí. Mà thường thường cái nho thân gỗ này mà to hơn khoảng chừng 1 cm thôi là nó đã chênh lệch cái độ tuổi nhau là cỡ 2 năm rồi đó các bạn. Tại vì nó là nho thân gỗ cho nên tuổi đời nó rất là lâu lớn. Cây này các bạn thấy da nó sần hết rồi. Sần da rồi, ra mấy đợt trái rồi. Cây này thì tán nó cũng tròn các bạn. Đa phần là mấy cây này là tán đều hết rồi. Đó, các bạn khỏi cần lựa, tán đều hết. Chủ yếu lựa gốc thôi. Còn tàn tán thì nó rất là đều, tròn ha. 1,3 triệu ha. Giảm giá thì còn lại 1,2 triệu bao ship mã 8B. Rồi bên cạnh đây là những cái lô mà giá sinh viên các bạn, giá sinh viên, giá tứ quý, giá sinh viên. Lô 600 ha. Lô này thì hôm gà anh em cũng mua khá là nhiều nè. Đó, tứ quý giá sinh viên thì cái dáng nó cao và nó mảnh ha. Chứ nó không có dáng lùng lực, nó không có dáng kiển. Nó chỉ là để chơi cây ăn trái thôi. Ở giá sinh viên mà. Cây hiện tại đang ra trái nè. Cái đùm này nhỏ nha. Đùm này trái nhỏ nha. Trái nó to nhưng mà cái đùm này nó trái nhỏ. Đó, đây là cây tứ quý nè. Tứ quý nha. Lô sinh viên thì mình chỉ còn tứ quý thôi. Này, giống như cái cây này cũng là lô sinh viên tứ quý mà cái trái nó cực kỳ to luôn nè. Nó kinh khủng khiếp to. Trái này nhỏ xíu này nè, cái trái này giống như cái đùm nãy nè, rồi cái trái này nó to hơn nè, đó không? To. Trái này nó chín là gọi là chín đều rồi, nó sắp rụng luôn rồi. Đó. Đó, trái nó to là to vậy đó, nó to hơn cái đầu của tay cái mình luôn nè. Lô này thì, sinh viên này thì đồng giá là 600 một cây hết nha các bạn. Và kèm quà tặng ha. Thì trong cái lô này giảm giá thì còn 500 thôi. 500 bao ship, tại vì khuyến mãi các bạn giảm giá 500 bao ship ha. Đây là mã 11B, mã 11B thì nó có hai nhánh ha. Một cốt đi lên hai nhánh. Chiều cao của nó thì cũng xem nhau là tầm 1m4 đổ lên hết nha các bạn. Đây là mã 17B nè, 17B thì cũng là một cốt hai nhánh nè. Anh em thích mã nào thì liên hệ mình ha. Còn mã này mã 3B cũng một cốt đi lên hai nhánh, nhánh bự nhánh nhỏ ha. Rồi đang ra trái rất là to. Cái trái này thì, vận chuyển này sẽ rụng các bạn. Cho nên tí quay xong mình sẽ hái trái đó mình ăn luôn. Để chứ nó cũng chín nhiều lắm rồi. Để tầm ngày mai lại rụng rồi. Tiếp tục là cây 7B nha. 7B là một cốt, không có phân nhánh ra, một cốt lên. Nhánh cám rất là nhiều ha. Về các bạn có thể tỉa bớt nhánh cám nha. Đây là cái đùm trái đó nè. Trái này thì chín là mình có thể ăn được rồi các bạn. Trái này ăn được rồi. Nè, cái này đã chín rồi nè. Vỏ rất là mỏng. Rất là ngọt. Rồi tiếp tục là cây mã 10B nha các bạn. Mã 10B. Mã 10B là nho tứ quý.
Nho tứ quý lô 1 triệu 2 bao ship. 1 triệu 2 bao ship. Cây này cũng tán đều, tán tròn đều. Giảm giá còn 1 triệu 1 ha. Giảm giá còn 1 triệu 1. Thường thường cái kênh của mình thì ít khi sale lắm. Những cái dịp lễ thì mình sẽ sale cho các bạn ha. Những cái dịp lễ Tết rồi đó, mình sẽ sale cho các bạn. Tại bên mình là cây hàng lựa nha các bạn, cho nên mình ít khi có những cây lỗi để mình sale. Cây 10B nha các bạn, nè, mã này 10B nha. Anh em thích mã 10B liên hệ, mình sẽ chụp hình lại cho các bạn xem. Cây này đang ra bông nè. Và nó ra nhiều đợt lắm rồi nha các bạn. Tuần sau là mình sẽ về thêm một cái lô hàng mới nha các bạn. Và về một cái lô hàng mới và có nó sẽ có một số cây 12 vụ giá sinh viên. Và mình sẽ về thêm cái lô này thêm nữa nha các bạn. Lô này thêm. Và một số cây nho 12 vụ lô 1 triệu 1 nữa. 1 triệu 1 dạng lùng lực. Đây dạng lùng lực giống vậy. 1 triệu 1 dạng lùng chứ không có lực. Lùng nó dán lùng để cho các bạn chơi bonsai. Và nó sẽ chiều cao nó sẽ tầm 1m2 đổ lại vậy đó, cho các bạn chơi bonsai. Rồi đây là cây mã 10B nha các bạn, tứ quý. Lô 1 triệu 2 giảm còn 1 triệu 1. Rồi kế tiếp là cái mã 1B nha các bạn. Kế tiếp là mã 1B là lô 12 vụ lô 1 triệu 1. Lô 1 triệu 1 thì các bạn sẽ được giảm cho còn 1 triệu ha. Cây này các bạn có thể lên chậu và chơi kiển được nè. Tại nó có dán hết, dán lùng. Một cốt đi lên nhiều nhánh. Cây đang trái. Đang trái và đang bói hoa nè các bạn. Đó, trái và bói hoa rất là nhiều. Đó, 12 vụ thì đặc biệt cái là nó bông trái nó sẽ sai hơn cái tứ quý một tí. Đó, cho nên anh em nào mà chơi mới chơi về nho thân gỗ thì các bạn có thể chọn 12 vụ để các bạn ngắm trái ha, với lại nó dễ chăm sóc nữa. Và trái nó ra liên tục. 12 vụ thì tháng nào nó cũng sẽ ra được trái hết. Tùy tháng thì đợt trái ít trái nhiều, do các bạn cho trái chắc trồng mà tốt thì nó sẽ ra trái nhiều. Cái cây này thì cái chiều cao nó rất là lùng các bạn, chiều cao nó tầm 1m1 đổ lại thôi, 1m1 đổ lại thôi. Đó, các bạn có thể lên chậu chơi bonsai được. Rồi nãy giờ thì mình giao lưu với các bạn rất là nhiều mã, anh em là thích mã nào thì liên hệ mình ha, và một số tâm phẩm các bạn thích cây nào thì liên hệ mình để tặng cây nấy ha. Với lại sẵn tiền mình quay cho các bạn xem cái cây 12 vụ mà lô đại của mình luôn nè các bạn. Đang ra trái cực kỳ luôn nè. Hôm trước mình có quay cho các bạn hai cây tứ quý và cây 12 vụ còn sót lại đó. Thì hôm nay nó ra trái rất là nhiều ha các bạn. Còn cây tứ quý thì mình đã bán rồi các bạn. Cây tứ quý lô 6 triệu mình đã bán rồi. Chỉ còn là sót lại một cây 12 vụ thôi. Anh em nào thích cây này thì liên hệ mình ha. Hiện tại ra trái nè. Đó, cái lô này là già cây, các bạn thấy trái kinh khủng không? Ra trái lên tuốt trên đọt luôn các bạn. Rồi. 12 vụ cây này cũng dáng đẹp lắm các bạn đó. Anh em nào mà có điều kiện mà nhà biệt thự hay nhà to to đó, các bạn thuê tậu cái lô này lên cái chậu, thêm cái chậu 1m nữa. Chơi rất là đẹp ha. Nè, đẹp lắm. Tàn đều. Rồi thôi mình chào các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn.